Chương 1 Siêu quậy Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trong khuôn viên rộng lớn của trường trung học cơ sở Phượng Hoàng, có một cô bé có mái tóc ngắn được cột cao, phần mái trước thì bết lại vì mồ hôi, cô bé cật lực chạy. Đằng sau có một chàng trai đuổi theo, tay cầm cái gậy, lưng áo ướt đẫm, chàng trai hét lên. Trò Hà Vi, mau đứng lại ngay y. Hi! Thầy Dương ơi tha cho em đi mà. Nó nói với lại, em có đứng lại không? Hắn hét lên rồi tăng hết tốc độ, cuối cùng tốn được cái cổ áo nó. Ia, Thầy Dương B. Uông M. R. A. Đi mà. Nó nói không ra hơi, tại. Em chạy đó chứ. Đứng lại ngay từ đầu có phải đỡ mệt không? Hắn nói, lấy cái gậy đạp nhẹ vào đầu nó, á. T. Hả ra đùi. Nó ra sức năng nỉ, đi lên phòng tôi, ngay. Hắn nói rồi lôi nó đi, tê, dê, có phòng riêng sao, hắn. Cái trường này thuộc vào quyền sở hữu của gia đình tôi mà. Hiết vào trong phòng làm việc của hắn, nó cười méo máu hết sức nại nỉ hắn, thầy Dương à, em hứa không làm vậy nữa đâu mà. Nhảy cốc một trăm cái. Hắn buông một câu làm nó nổ não, nhưng mà. Nó méo máu nhìn hắn. Hai trăm. Lạnh lùng cúi gầm mặt, trong lòng thầm nguyền rủa hắn định mở cửa đi ra ngoài thì hắn lại nói. Nhảy cốc ở đây, ha ha. Nó cười nhạt lòng thầm nghĩ, phòng điều hòa mát lạnh như vậy, coi như thầy vẫn còn là người, tê, dê, đau chân đấy, nó. Ừm. Sau 30 phút nhảy cốc, nó ê ẩm cả người, cúi đầu chào hắn rồi đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, nó lầm bầm nguyền rủa hắn. Tên chết bầm, đồ đáng ghét. Ia, à. nhức cả chân hay tiểu vi minh minh từ đâu chạy đến nói lớn mày đi đâu giờ mới xuất hiện hả nó quát lên hi hi tao ở thư viện xếp sách để tạ lỗi tao mời mày ăn kem ha minh minh cười trừ thế thì được nó nói rồi tung tăng đi trước căng tin minh minh méo mặt vì khi thấy cái ví của mình cạn dần vì sáu cốc kem của nó nó ngồi ăn ngấu ăn nghiến cho bỏ giận minh minh nhìn nó nói. Mày ăn lắm thế. Hư chạy năm vòng quanh cái săn to đùng đã thế còn phải nhảy 200 cái nhảy cốc, tao ăn lấy sức. Mệt chết đi được. Nó vừa cho một miếng kem vào mồm vừa nói. Tại sao lúc mày trêu thầy không kêu mệt đuôi? Minh Minh hút một ngụm nước. Ai bảo hắn chọc tức tao? Nó biểu môi. À, em chào thầy Dương. Minh Minh đứng dậy, lễ phép nói, làm nó hơi lạnh sóng lưng chào em hà vi giờ về hắn cười chào minh minh rồi nghiêm khắc nói với nó bỏ đi dưới bao ánh mắt của đám nữ sinh xịu mặt gọi thêm bảy ly kem nữa ăn cho bỏ tức minh minh nửa méo, nửa cười chắc đợt nãy rỗng ví rồi ai bảo mang ít tiền còn bao nó o o o o, o lời của tê dê lần đầu tiên mình viết truyện ạ à, mình mong mọi người sẽ ủng hộ mình ạ à. Xin cảm ơn o o o o o o o o mình viết văn không hay lắm, điểm cao nhất của mình là 8,5 NHG một nửa là chép mẫu thôi. Mình thích đọc tiểu thuyết và cũng rất thích viết nữa. Mời các bạn đọc một ngày mình sẽ đăng một chương nha. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.